Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi bản audio hôm nay của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh bằng những giá trị thực tiễn trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex để cho nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá thực tiễn trên thị trường. Mọi nhà đầu tư trước khi đi vào bản audio có tựa đề cộng đồng Forex thực tế đang xảy ra, hãy xem những giá trị mà bản thân bên trung tâm đào tạo Forex minh chứng bằng thực tế từ chính những tài khoản giao dịch live của bản thân mình trên thị trường, để cho mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Bản thân các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex phải thấy được toàn bộ những giá trị của người đứng ra chia sẻ, hoặc bất kỳ một cộng đồng nào hoặc bất kỳ một ai ở trên thị trường phải chứng minh bằng thực tế, bằng chính những giao dịch của bản thân họ, để cho chúng ta nhìn nhận, đánh giá và kiểm chứng về mọi giá trị đó ở trên thị trường. Tuyệt đối không được nghe mồm hoặc là nhìn vào những hình chụp Photoshop ở trên thị trường, thì đó chính là giá trị lừa đảo ở trên thị trường này mà bất kỳ các bạn có thể kiếm được ở trên tất cả các cộng đồng Forex hiện nay đang xảy ra. Và hôm nay tôi xin được đi vào bản audio với tựa đề cộng đồng Forex thực tế đang xảy ra. Cộng đồng Forex hiện nay xảy ra một thực tiễn đáng để cho chúng ta cần phải nhìn nhận và đánh giá, cũng như xem xét lại rõ bản chất gọi là đầu tư Forex là thế nào. Đây chính là giá trị đã đẩy rất nhiều nhà đầu tư Forex vào con đường không lối thoát cho những kẻ không có khả năng và năng lực thực sự trên thị trường giao dịch Forex này, lợi dụng một cách triệt để lừa đảo đến xương tủy của rất nhiều nhà đầu tư. Những kẻ lừa đảo lập ra các cộng đồng, tất cả nhằm cho mục đích trục lợi từ chính những nhà đầu tư Forex, đưa nhà đầu tư Forex tham gia vào thị trường Forex này với giá trị kiến thức mà ngay cả những kẻ đứng đầu cộng đồng đó chúng còn không có khả năng áp dụng được vào trong thực tiễn trên thị trường Forex này. Song chính những kẻ này vẫn ra giả để lôi kéo bằng được các nhà đầu tư tham gia và nói rằng kiến thức Forex chúng chia sẻ đến cộng đồng là có giá trị. Chúng lập ra cộng đồng Forex với mục đích và dã tâm để làm IB cho sàn, cũng như tiếp tay cho sàn Forex để đưa nhà đầu tư Forex lún sâu vào con đường mù quáng mà thôi. Lúc nào cũng những kẻ đứng đầu của cộng đồng Forex này cũng nói với chúng ta rằng, với cả một giọng điệu đầy đạo đức cũng như đầy vẻ đồng cảm, song thực tế đằng sau của những thứ mà chúng đang muốn đó chính là luộc chín nhà đầu tư mà thôi. Đầu tư Forex tham gia vào một cộng đồng nào đó đã từng thấy được những kẻ đứng đầu cộng đồng đó chứng minh bằng thực tiễn, cũng như mọi giá trị mà chúng chia sẻ đến nhà đầu tư có giá trị để đánh giá kết quả hay là chưa, hay tất cả chỉ là những lời nói vô giá trị không có độ chính xác để nhà đầu tư kiểm chứng. Cộng đồng Forex cũng là những nơi mà những kẻ lừa đảo ăn bám gọi trên thị trường Forex này, chúng luôn luôn rình rập và tìm đủ mọi cách lôi kéo bằng được nhà đầu tư ném tiền vào thị trường Forex. Ví dụ như là mở tài khoản giao dịch Forex, 2 là bán robot, 3 là giao dịch Forex ủy thác, 4 là bán khóa học Forex, 5 là bán tín hiệu Forex, 6 là hô hào rót vốn vào quỹ, 7 là có ngay cả đa cấp về Forex. Rất nhiều các thủ đoạn lừa đảo, các hành vi trá hình được những kẻ tạo ra cộng đồng Forex này, chúng che đậy để thuốc bắn được mọi nhà đầu tư Forex nôn tiền vào cho chúng để chúng đem về. Bản thân chính các nhà đầu tư Forex đừng nghĩ rằng sẽ có cửa sống cho chính bản thân các bạn về sự lợi dụng từ chính cái gọi là cộng đồng Forex có giá trị giả tạo đó. Thứ mà nhà đầu tư Forex nhận được chỉ là giá trị bằng mồm
và bằng mõm là thực tế nhất mà trong cộng đồng đó trao cho nhà đầu tư. Đừng có đã từng có một cộng đồng Forex nào mà chính mắt nhà đầu tư thấy được những giá trị sau: một là giao dịch Forex live trực tiếp, hai là số full tài khoản giao dịch Forex chưa, ba là chứng minh xuyên suốt thời gian dài hay chưa. Đây mới là những điều cần và giá trị để mọi nhà đầu tư Forex đánh giá bất kỳ một ai tại bất kỳ một cộng đồng Forex nào mà nhà đầu tư Forex cần tìm hiểu. Hầu như làm gì có cộng đồng Forex nào mà những thành viên trong đó đủ trình độ cũng như năng lực để chứng minh được ba bước trên. Xin lỗi, kẻ nào trong các cộng đồng đó cũng nói rằng bản thân chúng thành công cũng như kiếm được tiền, tạo được ra lợi nhuận và quản lý vốn tốt, song thực tế toàn bộ chỉ là lừa đảo và chụp hình demo mà thôi. Bản thân nhà đầu tư Forex cần phải biết: một, chọn lọc cộng đồng; hai, đánh giá được cộng đồng Forex; ba, xem xét mọi giá trị tại cộng đồng Forex đó có thực sự diễn ra và có thực tiễn hay không. Chứ đừng để giá trị bánh vẽ từ những thành viên ăn bám và lợi dụng sự kém hiểu biết của chính các nhà đầu tư Forex để cho chúng tồn tại trên cái thị trường Forex này, mà đến ngay cả chính bản thân nhà đầu tư Forex còn không thể thấy cũng như nhận ra được bản chất của vấn đề. Mọi thứ đều phải có thời gian để bản thân chính các nhà đầu tư có thể nhìn nhận cho đúng về mọi vấn đề, cũng như có thể để cho bản thân các bạn kịp hiểu được ra mọi giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nếu như bản thân các bạn quyết định thì sự trả giá của bản thân các bạn nếu mà chưa có sự nhìn nhận cho đúng thì giá trị hậu quả sẽ rất nặng nề từ những kẻ lừa đảo đang ẩn nấp khắp các cộng đồng Forex hiện nay mà các bạn đang tham gia vào. Chúng tôi là những người chia sẻ và chứng minh bằng thực tiễn trong những giá trị mà bản thân chúng tôi phải cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn tham gia và tìm hiểu về thị trường giao dịch Forex này, tất cả phải thấy rõ bằng một thứ giá trị, đó chính là giao dịch thực tế. Chỉ có giá trị giao dịch thực tế thì bản thân chúng ta mới có thể đánh giá được đâu là những người có năng lực thật sự ở trên thị trường giao dịch Forex này. Đây là những giá trị chúng tôi chia sẻ và truyền tải, mong muốn mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và tìm hiểu cho thật kỹ trước khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi là Trần Quốc Minh, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này. Xin được cảm ơn toàn bộ các nhà đầu tư Forex. Xin chân thành và chúc tất cả các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường.